Hôm nay chúng tôi nói về cái sức lực, tức là cái sức khỏe của mình rất là quan trọng. Thường mình gặp nhau là mình hỏi khỏe không, đúng không? Thì cái điều mà Tổ sư Ấn Quang nói rằng đem cho người ta cái cuốn sách giúp lại cho họ được sức khỏe trường thọ, đó là cuốn sách Thọ Khang Bảo Giám. Đó là cuốn sách mà trong Bộ An Sĩ Tần Thư là Dục Hải Hội Cuồng. Đó là cái cuốn sách Bảo Thân Tiết Dục. Trong cuốn sách Bảo Thân Tiết Dục nó xuất sắc hơn hai cái cuốn sách Dục Hải Hội Cuồng với là Thọ Khang Bảo Giám. Thì Tổ sư Ấn Quang rút một số những cái tinh yếu ở trong này ra làm thành một cái cuốn sách, đó là Bảo Thân Tiết Dục. Hôm qua chú Đức ở Hà Nội, chú vô chú kêu con mới đọc cuốn sách này hay quá. Sách Bảo Thân Tiết Dục nằm chung trong một cái bộ, đó là Giáo Dục Gia Đình chúng tôi in ra. Bởi vì cái sự hiểu biết của mình để mà nuôi dưỡng một cái thân này khỏe mạnh, thực sự mình chưa đủ cái kiến thức và chưa đủ kinh nghiệm để mình làm. Hoặc giả đôi khi mình biết để mà mình làm nhưng mà mình không cưỡng lại nổi cái nghiệp. Ví dụ như là ăn chay là nuôi dưỡng thân thể mạnh khỏe, ít đậu bệnh, nhưng mà mình không cưỡng lại được cái nghiệp thèm khát thịt chúng sanh, đúng không? Đôi khi mình biết rằng bớt cái chuyện vợ chồng ăn nằm quan hệ về tình dục thì nó sẽ có sức khỏe, biết như vậy nhưng mà mình vẫn làm vì mình không cưỡng lại nổi cái nghiệp ái. Khi mình dụng công, mình công phu, mình niệm Phật mà nó không đột phá được, sức công phu kém, không đủ thời lượng, mà thêm đó nữa mình không đọc những cái lời răn dăm răn dạy mình về cái chuyện tai hại, cho nên nó không có đi vào trong cái tâm thức của mình, nó tạo thành một cái năng lượng bảo tồn cơ thể. Và ý niệm thường khởi lên dục vọng quá mạnh, nó chế ngự toàn bộ thân tâm. Không nghe người khác răn nhắc, không đọc sách, không công phu thì toàn bộ thân tâm của mình giao hết cho nó. Mỗi khi mà ngồi đây để nghe chúng tôi nói ra cái điều này thì thực sự đây là một tài sản quý giá, đây là một cái pháp môn trường thọ, đây là mình được một cái sức khỏe. Cho nên Tổ sư Ấn Quang ngài nói đến cái sức lực mà ngài không không dùng cái từ sức lực cho mình dễ hiểu, mà ngài nói là giữ gìn thân thể khỏe mạnh bằng cách bất dục. Bảo thân tức là bảo vệ cái thân này. Cái thân này là một cái tài sản vô giá, có thể mình kiếm ra tiền được. Nhưng mà khi mình chết tiền không thể mua nó lại được. Khi mình bệnh nhiều lúc tiền không mua lại được, không đem lại sức khỏe được, vì cái bệnh mình quá cùng cực nặng là ung thư, là bại não, không thể mua, không chữa được. Nhưng con người của mình thường chạy theo cái ảo ảnh, thích những cái gì phù du ảo ảnh, sáng còn tối mất, mà trong khi đó sức khỏe của mình để cho nó có một cái sức khỏe tốt để mà duy trì thọ mạng kéo dài thì mình quên nó đi. Bởi vì mình đang khỏe cho nên mình quên nó đi, không quý. Đó, hồi nãy chúng tôi nói cái gì đang có, sức khỏe đang có thì mình không có quý nó. Khi nó bệnh hoạn, khi bắt đầu nó yếu đuối rồi đó, thì cũng như là cái người mà cái khí lực, tức là hơi thở của họ thiếu, mà họ vô, họ chụp oxy vô rồi họ mới thấy hơi thở quý. Mà cái sức lực thì nó phụ thuộc nơi hai cái lực, đó là khí lực và tinh lực. Chúng tôi rút trong văn sao ra. Ông Tổ thường nói tôi không có tiếp khách nhiều, tôi không có giảng nhiều, bởi vì nó hao tổn khí lực, hao tổn tâm lực. Thấy chưa? Về cái việc mà để cho mình nuôi dưỡng lại được cái thân thể mình khỏe đó, thì hai cái điều phải lưu tâm. Thứ nhất là hơi thở, thường phải bồi bổ cho nó. Như vừa rồi để chúng tôi đọc cuốn sách Thọ Khang Bảo Giám, hay quá, tuyệt, rất hay. Có trích ra một số những cái đoạn rất là xuất sắc, mà mình đọc qua mình thấy xuất sắc rồi, mình đọc lại càng xuất sắc hơn nữa. Có chép ra đây chúng nó thêm bên đọc. Thì khi đọc đó thì mình quên hơi thở, tự nhiên nhớ lại thầy tánh thầy lúc trước. Thầy áp dụng cái hơi thở bằng cách là thầy vừa đọc sách mà vừa hít thở. Đọc bằng tâm, hít bằng mũi, thở bằng mũi.
đọc bằng tâm, lấy con mắt với cái tâm của mình để đọc. Còn cái hơi thở nó theo đường mũi mình, nó vô sâu nó ra, mới đầu hít nhẹ nhưng mà cái tâm lực mình đọc vào nó mạnh rồi đó, tâm lực mình có nó mạnh rồi đó, bắt đầu hơi thở nó xong. Để đi, có nhiều người hơi thở ngắn họ niệm một hơi được có 2-3 câu niệm Phật, cái người hơi thở dài tức là tâm lực họ mạnh thì họ niệm được 10 câu hoặc là 12 câu. Hai cái lực này thực sự rất là quan trọng mà người ít quan tâm đến. Một là thân thể mạnh khỏe, mình thấy khỏe quá, mình đi ra mình làm, mình nói đủ kiểu hết trơn, ăn chơi rồi không biết giữ gìn cơ thể rồi bắt đầu nó mệt xuống. Tâm lực mình nó bắt đầu nó mệt mỏi, không biết cách nuôi dưỡng tâm lực lại. Cái thân mình cũng không biết cách nuôi dưỡng luôn. Thì bây giờ phải làm gì? Lấy bộ sách gói đầu giường, 3 bộ sách Tổ sư Ấn Quang giới thiệu. Dục Hải Hội Cuồng trong An Sĩ Toàn Thư, cái này phải in một cuốn sách này riêng ra, cho chung một bộ dày quá, nhiều lúc người ta đọc không nổi. Thọ Khang Bảo Giám, Bảo Thân Tiết Dục, Bảo Thân Tiết Dục hay, ngài vừa nói cái cách gìn giữ cơ thể, mà vừa nói cái đạo lý của vợ chồng, mà vừa nói cái phương pháp để hóa giải trong đó nữa. Rất hay. Bây giờ cái thân thể mình tạo thành một cái sức khỏe, thì bây giờ mình phải làm từ cái căn bản nào? Thứ nhất vẫn là cái việc ăn chay. Tổ sư Ấn Quang đề xướng khuyên một người ăn chay, người thứ nhất khuyên người thứ hai, người thứ hai khuyên người thứ mười, người thứ mười khuyên người thứ 50, thì cái người thứ nhất này có một cái sức khỏe. Do mình truyền miệng, do mình tuyên thuyết, do mình in sách, do mình khuyến khích, do mình khích lệ những người khác, thì mình có một cái phước báo lợi tha. Bên cạnh nó thực sự mình phải ăn chay. Đơn giản đúng không? Nghe nó đơn ăn chay đơn giản để mà học cái phương pháp mà mình nấu để mình nuôi dưỡng được cái thân thể của mình, phải có một cái thời gian nghiên cứu trong đó để mình ăn sao cho nó đủ cái sức khỏe. Cái những lúc cơ thể mình nó đủ chất, nó dư chất thì chiều cơ thể mình không ăn. Có những cái lúc cơ thể mình nó thiếu, nó không có đủ thì có thể là sáng mình ăn, trưa mình ăn, đừng quá no. Tổ sư Ấn Quang em nói đừng quá no, dầu là ăn chay nếu ăn quá no cũng bị đoạn thọ. Và cái sức khỏe mình bắt đầu nó xuống, mình lắng nghe cơ thể mình thấy cái sức khỏe mình xuống thì chiều mình thêm một miếng cháo cho trong đó. Hôm trước chúng tôi đề xuất là không ăn chiều, đúng không? Nhưng một số người và bản thân chúng tôi làm việc quá nhiều và 2 giờ khuya bắt đầu dậy tu rồi, cái bắt đầu nó xuống từ 81kg còn 71-70kg, bắt đầu cơ thể nó ốm, bắt đầu là cái sức khỏe nó xuống. Thì có thể chiều mình thêm một miếng cháo, một miếng bột gì đó để cho cái cơ thể mình có thể là nó đủ cái sức. Nhưng đừng có cho nó quá. Bởi vì cái việc ăn chiều mà nó quá thì nó tạo thành cái dục vọng. Nên nhớ như vậy. Buổi sáng ăn là nó bổ cho bộ não, trưa ăn là nó bổ cho toàn thân, chiều là nó cho cái khí huyết. Cho nên người ăn chiều nhiều, người ta không vận động và họ ăn thịt, ăn thà, ăn chất bổ nhiều quá thì nó sung cho cái khí huyết. Cái tinh lực và khí huyết nó sung lên thì con người của mình phải đi đòi hỏi chuyện dâm dục. Cộng vậy là cái tâm lực của mình không có cái pháp để mà nó kiềm chế nó, thì mình không có ai cưỡng lại nó, không cưỡng lại được. Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói 80% bệnh và mất mạng là do cái chuyện mình không giữ được cái thân thể bằng cách quá ham muốn. Mà cái ham muốn ngài nói vẫn là ham muốn sắc dục. Nhưng mà trong kinh thì nói về cái ham muốn ngũ dục, tức là 5 cái thứ mà nó làm cho con người của mình phải là điêu đứng, là tàn tạ, là xấu xí, là sự nghiệp mất hết và đạo nghiệp vân vân, mọi thứ mất hết. 5 cái thứ là ngũ dục. Ngũ là 5. 5 cái ham muốn về tiền của, về sắc dục, về danh lợi, về ăn uống, về ngủ nghỉ. Thì khi mà sức khỏe mình không có là do 2 phần. Một phần là trong mạng mình không có tài, cho nên thành ra quá nghèo khổ, chạy từng bữa ăn và đi xin ăn cũng không có mà ăn luôn. Thì họ quá nghèo cho nên thành ra không có sức khỏe. Còn những người họ quá giàu nhưng mà họ tiếc của không dám ăn, cái dạng này cũng có. Họ quá giàu mà họ tiếc của. Và thêm một cái dạng nữa là họ quá giàu là họ lo suốt ngày, họ tính toán, họ stress ở trong cái công việc đó, họ ăn không được. Ăn được bởi vì họ đổ vô tập trung ngày đêm, họ suy nghĩ buôn bán đất đai, nhà cửa, cuộc sống, mầm ăn, công ty, vân vân, mọi thứ họ để toàn tâm vô đó, cho nên cái tâm lực họ quá mệt mỏi. Mà khi tâm lực quá mệt mỏi thì ăn thức ăn vô nó không có hấp thụ được cái cơ thể, trên cơ thể người ta vẫn bệnh tật. Có của mà vẫn khổ, vẫn bệnh tật,
là vì họ không đủ cái phước để hưởng cái cửa đó. Nói qua chiều hướng này là có tài, trong mạng có tài mà không đủ cái phước để họ hưởng. Chỗ này chỗ sâu sắc. Mà thường con người mà họ có phước để hưởng á, mà nó đi qua phạm trù của phàm phu á, là họ hưởng phước bắt đầu tạm nghiệp. Họ ăn được mà ăn mặn, ăn tôm, cua, ghẹ, họ chơi bời, trai gái uống nhậu đủ kiểu, thì họ có phước, họ hưởng được, mà hưởng theo cái chiều hướng của phàm tục, phàm phu để đọa lạc. Ấn Tổ gọi là hưởng phước tạo nghiệp sát trầm giam dối. Cửa đi đâu cũng dính hết, phàm phu mình cửa đi đâu cũng dính hết, trừ chừng không hiểu nhân quả. Mà khi vấn đề mình hiểu là một vấn đề, nhưng mà chút xíu nữa nó quên, hoặc giả nó không quên mà mình làm không được. Lý do gì làm không được? Căn lành của mình kém, cái ngộ của mình kém, cái sức mà ngộ hiểu được điều này nó kém, mình làm không được. Như vậy cơ thể mình giữ gìn đòi hỏi suốt một cái quá trình thời gian là phải tự hành hóa tha. Tự hành là coi những cái bộ sách của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát, nhất là Tổ Ấn Quang nói về bảo thân tiết dục, coi tới coi lui, coi tới coi lui, coi cho nhiều lần để nó thâm nhập trong tâm thức của mình. Dục hải hội cuồng, bảo thân tiết dục, coi rồi bắt đầu giới thiệu người khác. Tự hành hóa tha, giới thiệu cho người khác. Người ta coi mà người ta làm được tốt cho cơ thể của họ, giống mình ban một cái ân huệ, mình ban cho họ một cái thọ mạng, một cái sức khỏe suốt cuộc đời của họ. Thì hai cái việc tự hành hóa tha này mình phải làm. Và tiền tài chúng tôi nói sơ một chút như vậy để mình biết mình điều chỉnh, nhưng mà khó lắm, khó lắm. Bọn phàm phu mình là vô minh si dại. Vì vô minh si dại cho nên điều khiển được cái ngũ dục điều khiển không nổi. Điều khiển không nổi. Một là lún sâu vô trong đó gỡ không ra. Suốt ngày để toàn tâm vô đó. Cho nên hôm bữa chúng tôi giảng nói, người giàu quá tôi không được. Tổ Ấn Quang nói người giàu quá tôi không được, là họ suốt ngày để cái tâm vào trong của cải vật chất đó, nhưng mà họ không hiểu rằng ngoài cái của cải vật chất đó nó còn một cái tinh thần, mà họ quên đi cái tinh thần mà họ để toàn bộ tâm tư trong cái của cải vật chất đó, mà ngoài cái vật chất đó nó còn lại cái sức khỏe để mà có thể mình làm được. Họ quên đi cái sức khỏe luôn, ngày đêm họ tính toán ăn ngủ không nổi luôn, chết quá nặng luôn, thì cái của cải này trói buộc lại họ. Thì Tổ Ấn Quang dùng danh từ là của cải hại hơn rắn độc. Kêu cái gia đình đó, nhà cũng khá giàu mà bị cháy, cháy rụi luôn. Mà thường trong mạng mình mà nó hết rồi đó, do mình xài quá cỡ đó. Mà biết xài trong gia đình mình thôi, mà khi gia đình mình gặp nạn là không ai cứu mình, là bởi vì mình chỉ biết trong gia đình mình thôi. Mình đâu có biết tha nhân đâu, mà khi mình gặp nạn mà tha nhân cứu. Mà mình nghĩ lại suốt cuộc đời mình có gặp nạn không? Có. Gia đình nó coi như gặp nạn, cháy xanh luôn. Bà vợ ngơ ngơ, điên điên, khùng khùng, không biết gì nữa hết trơn. Khùng khùng, điên điên luôn. Bây giờ mà để toàn tâm vào chất, mà khi một chất mất một cái là họ điên. Điên liền. Thì Tổ Ông Quang mới viết một cái thư gửi đến. May nhờ mất của cải vật chất mới hiểu ra được cái đạo lý vô thường. Vật chất vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Thì lúc đó mình mới tinh tấn niệm Phật để trở về cái cảnh chân thường, bất sanh bất diệt. Đó là cảnh Tây Phương Cực Lạc. Nghe ngộ ra nó, hiểu ra nó. Thì như vậy, may ở cõi này ngộ ra vô thường, mà thấy người khác vô thường mình chưa ngộ nổi. Cái người bên cạnh thấy người đó cháy nhà họ không ngộ nổi đâu, nhưng mà chính bản thân họ phải cháy nhà đó họ mới ngộ ra được. Rồi gặp thiện tri thức khai thị cho họ, nó là vô thường. Vô thường thị thường, trong cái vô thường nó có cái chân thường trong đó. Cái chân thường đó là cái gì? Là cái tâm thanh tịnh, bất sanh, bất diệt đó, nó không có mất. Nhưng mình chấp vào cái sanh diệt của cải vật chất, cho nên thành ra mình điên loạn, mình khổ. Cho nên nếu con người nào đam mê vật chất, phải chết về vật chất. Nếu con người nào đam mê về sắc dục, phải chết về sắc dục. Nếu con người nào đam mê về danh vọng, phải chết vì danh vọng. Con người nào đam mê về ăn, ăn quá độ, phải tổn thọ chết. Con người đam mê về ngủ, cũng phải chết về ngủ luôn. Ngủ dục mà. Ngủ ly bì, ngủ coi như thành cái nghiệp ngủ luôn, không gỡ lại nổi đó. Thì ngủ dục này nó giết con người, nó tàn hại con người. Một cái nó đã giết con người chết rồi, là sắc dục, hoặc tiền tài, hoặc danh lợi, hoặc ngủ quá độ. Ở trong Thọ Khang Tội Giám, cái người mà sanh ra dục vọng là người đó ngủ quá độ. Ngủ sáng quá giờ sáng, giờ 3 giờ đến 5 giờ là giờ dần. Họ ngủ trong đó thì họ bị chết chìm trong đó.
Một cái nó giết mình chết rồi chứ đừng có nói ba cái, năm cái. Ghê chưa? Hôm nay may thay mà quý vị ngồi nghe chúng tôi nói những cái đạo lý này trong văn sao, thiệt sự là nhiều đời nhiều kiếp thiện căn phước đức nhân duyên đã dung trồng. Hôm nay mình ngồi mình cảm thọ được, mình cảm nhận được, rồi mình hứa với lòng sẽ sửa phải làm theo những điều này, thì thực sự đây là một cái dịp may mắn trăm ngàn ức kiếp hôm nay mới gặp. Khai kinh kệ, trăm ngàn ức kiếp hôm nay mới gặp được. Hiểu không? Bây giờ mà con người họ đang lao vào danh vọng, họ đang lao vào tiền tài, lao vào sắc dục, họ lao vào ăn ngủ, thì nói chuyện này với họ và họ không có duyên, không bao giờ họ nghe được, không bao giờ họ nghe được. Và nghe rồi thì họ quên mất liền. Kinh khủng chưa? Bây giờ ngược lại với dòng đời mà. Con đường đạo nó phải ngược lại với con đường đời. Con đường đời là càng tu càng đi thì nó càng đọa lạc, càng khổ đau. Còn con đường đạo nó quay ngược trở lại, mình càng đi thì càng an lạc, càng an vui. Và liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì vẫy vùng ao báo. Không phải vùng, là danh từ hay cực kỳ, vẫy vùng nơi ao báo. Còn ở đây là vẫy vùng trong vẫn vũng bùng ngũ dục lục trần. Muốn cái nào? Chỉ một đời vẫy vùng quá ngắn. Quá ngắn, 50 tuổi, 70 tuổi, 100 tuổi quá ngắn. Mà đọa lạc cả vô lượng đời kiếp. Tổng quan hay nói chỗ này, một đời quá ngắn mà cái sức tạo nghiệp của con người mình quá lớn, cho nên phải đọa vô lượng đời kiếp. Hồi nãy trong Dục Hải Hội Cuồng có nói rằng là người ta hỏi vậy là đao gươm rồi những cái hành hình dưới địa ngục đó là ai chế ra? Ông Chu An Sĩ ông nói con người mình biến ra. Cái tâm dâm dục nó biến ra cái khí cụ dâm dục để nó hại lại mình. Ghê chưa? Thấy cái cột đồng lửa không mà thấy là cô gái, nhảy lên ôm một cái xèo cái thân ra. Tâm lực biến ra vật chất, nghiệp lực biến ra vật chất. Cho nên cái động lực mà thực sự mình tưởng chừng là đơn giản, nhưng mà ăn với ngủ là cái động lực nó thúc giục cho cái dục vọng kinh hồn nhất. Thực sự nó là kinh hồn, nó nằm ở trong đó đó. Chứ không phải là kiểu cái kêu mà sắc dục mà răng dè mà kiên kỵ nó, mà còn cái chuyện ăn ngủ mà mình lại là không có đối hoài để nó là chết, chết ngay. Thấy cái nghiệp lực không? Nhiều lúc sáng mình dậy không nổi, nhưng mà đến giờ ăn cơm cái đổ nó tan mất, mình mạnh khỏe bình thường, không có chuyện gì xảy ra luôn. Nhưng mà cái lúc mà giờ sáng đó nó chịu không nổi, không cách nào nó dậy nổi hết. Nhưng mà đến bất cứ giờ mà bắt đầu là nó tan cái nghiệp lực đó ra rồi đó. Giờ nó tan cái phê ngủ ngủ đó rồi đó, là mình ăn uống trở lại cái ý niệm nó mất. Nó không có thiệt, thực sự ngũ dục nó không có thiệt, nó là giả. Nó không có thiệt. Danh lợi cũng là giả, sắc dục cũng là giả, tiền bạc cũng là giả, nó không có thiệt. Nhưng mà mình cho nó là thiệt cho nên nó trói buộc, nó hại mình. Mà cho nó là thiệt rồi thì kịp báo cũng là thiệt, đọa địa ngục cũng là thiệt. Nhưng mà nó thiệt ở trong cái giả, nó thật ở trong cái giả, tức là nó có trả quả báo đó, nhưng mà nó có một ngày nó sẽ hết, gọi là nó cũng vẫn là giả thôi. Chỗ này là chỗ sâu sắc. Bây giờ cái sức khỏe của mình phải làm sao để cho nó có sức khỏe? Hai phần. Phần thứ nhất là mình biết nuôi dưỡng từ nơi bản thân, là ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt thể dục đều đặn. Mà trong văn sao Ấn Tổ nói là cả hai cái điều mà sanh ra bệnh. Hồi nãy chúng tôi nói hai điều là tự mình gây ra bệnh và bác sĩ gây ra bệnh, đúng không? Có điều này cũng có. Đừng có nói bác sĩ gây ra bệnh hết, mà bác sĩ cũng có thể chữa bệnh cho mình. Như hôm bữa chúng tôi bị ruột thừa, họ lên mổ cũng hết, có những cái bệnh họ chữa được. Nhưng mà có một số cái bệnh họ cũng gây ra bệnh đấy. Chích lộn thuốc, mổ ruột quên kéo nữa. Nhiều lúc họ cái nghiệp lực mình đến phải trả. Hai cái điều sanh ra bệnh nữa, đó là không nhấc tay động chân, không vận động cho máu huyết lưu thông, mà danh từ khoa học là trao đổi chất trong thân thể mình. Thứ hai là ăn nhiều món huyết nhục. Ghê vậy. Ăn nhiều món huyết nhục là kẻ nhà giàu sung sướng, bữa nào phải có tôm cua ghẹ thịt cá là họ ăn vô, họ mới kêu là khỏe. Mà thiệt ra đây là gây ra bệnh, đây là đoạn thọ. Nhưng mà người mà hiểu được điều này, họ không hiểu, không tin nổi. Họ đang ăn ngon miệng mà bây giờ kêu đây là để bệnh đoạn thọ thì làm gì họ tin? Bởi vì cái trình độ họ là chỉ ăn nuôi cơ thể thôi, để đi sâu vào nghiệp báo, để mà bị nhân quả khi ăn thịt chúng sanh là thọ mạng ngắn, thì họ không đột phá vô chỗ này được.
không thâm nhập vô chỗ này được. Để khi mà ăn thịt rồi sát sanh thì bị quả báo đoản thọ, thân thể bệnh hoạn, bị nhiễm độc, thì họ bước vô cảnh giới này vô không nổi. Hiểu không vô chỗ này, hiểu không nổi, vô là dội ra liền. Vì cái tâm thức và nghiệp báo họ chỉ đến chừng đó thôi, là ăn thịt khỏe, sát sanh vui, câu cá rồi vui. Nhưng mà mình đột phá được cửa ải này, mình đột phá được là mình ăn chay mình thấy khỏe, mình phóng sanh mình thấy khỏe, mình thương loài súc vật mình thấy khỏe, thì cái cảnh giới mình bắt đầu tiến xa hơn người phàm rồi đó, người bình thường rồi. Nhưng mà nếu mà họ vượt ra cảnh giới là ăn thịt bệnh rồi sát sanh là đốn thọ, thì họ lọt vô cảnh giới này được, tức là họ không làm được cái điều này. Thì Tổ Ông Quang nói bị cái vấn đề thứ hai là không biết vận động cơ thể. Mà trong cách vận động tĩnh mà hay nhất vẫn là lễ Phật, điều tiết theo hơi thở. Thường sáng chúng tôi 3 giờ công phu là chúng tôi tụng kinh xong mà thấy bắt đầu nó hơi hôn trầm là đi kinh hành liền. Mở trong mấy câu mình câu, mấy câu mình câu. Mà khi mà nó không hôn trầm thì ngồi nghe một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là hít vô. Rồi cái câu trong máy vừa ngưng có khoảng trống, bắt đầu mình niệm ra. Một là ra tiếng, hai là thầm ra hơi, ba là trong tâm. Rồi một chập rồi bắt đầu là mình chuyển sang đi kinh hành, hoặc giả là niệm có khi 25-30 phút ngồi không hôn trầm là ngồi. Rồi bắt đầu mình lễ Phật. Đây là một cách vận động cơ thể. Khi mình vừa ngủ thức dậy, cơ thể mình máu huyết chưa lưu thông mà không thể tập thể dục mạnh được với nó, chạy âm hoặc đánh cầu vợt buổi sáng không được, thì chỉ có cái mà vận động tỉnh trong động là hay nhất. Tỉnh trong động tức là tâm mình đang tỉnh để lễ Phật mà thân mình động, gọi là tỉnh trong động là khỏe nhất. Mà nếu mà không lại được nữa thì thôi rồi, tiêu. Qua cái giờ đó là coi như tiêu. Mà khi mình lễ Phật như vậy là thân thể mình bắt đầu máu huyết nó lưu thông, và cái công đức lễ Phật nó tiêu nghiệp báo. Ví dụ mình quá buồn ngủ, mình mò dậy không nổi, thì mình phải ráng mình cầu Phật làm sao, mình làm sao đó để cho nó có thể đột phá được cái cảnh giới này. Chứ không nó chìm vô trong đó là không ai gỡ được, không gỡ được. Mà khi mà mình lễ Phật được như vậy là thân thể mình bắt đầu máu huyết nó lưu thông, gọi là vận động tỉnh trong động. Rồi chiều chạy bộ, hoặc là vận động làm sao cho cái thức ăn trong con người mình nó được trao đổi chất. Con người này không có bệnh hoạn là do biết không ăn những chất có hiếp nhục, không ăn những thứ gọi là huyết nhục máu huyết, và biết vận động nữa. Bây giờ người kêu bệnh là do ăn những cái thứ mà có máu huyết tanh hôi, ảnh hưởng đến nhân quả, và trong cái thân nó, cái thân con thú đó khi chết nó có chất độc là một. Thứ hai là không biết vận động trong cơ thể, không biết nhấc tay động chân là kẻ già giàu. Chết rồi. Thường tuổi trẻ bây giờ là họ ngồi trên văn phòng trên máy quy tính suốt luôn, và khi ngồi cũng không biết điều tiết cái hơi thở là khí lực luôn, và tâm lực nhốt ở trong đó quá mệt mỏi. Ngủ chỉ là trạng thái để cho nó nghỉ ngơi chứ không phải là bồi bổ. Nhớ, không phải là bồi bổ. Lễ Phật bồi bổ, niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thầm chú Đại Bi, hít thở là bồi bổ. Mà bồi bổ mới khỏe nghe, chứ nghỉ ngơi chưa khỏe đâu à. Nghỉ ngơi chưa khỏe. Ngủ là một trạng thái nghỉ ngơi, trong đó vẫn có mộng. Mộng vẫn mệt mỏi, vẫn sợ hãi trong đó, thì chưa phải là tâm nghỉ ngơi hoàn toàn. Như vậy về mình nuôi dưỡng cái thân thể của mình bằng cách là cái khí lực mình phải luôn bồi dưỡng cho nó. Có nhiều người thân thể rất khỏe mạnh mà tự nhiên sống mệt, mệt đừng luôn. Thì hỏi ra là cuối cùng mới có một cuộc nói chuyện bulu bola. Mới cuộc nói chuyện, hoặc giả là mới nói điện thoại xong mệt nằm sải chân sải tay, mà cơ thể mình không thiếu chất. Kiểm tra coi như là đường muối rồi mỡ gì là đủ hết, tất cả mọi thứ đủ hết mà mệt đừng luôn. Là do mới một cuộc nói chuyện là gọi là tổn khí, khí lực bị tổn. Tổn từ từ, từ từ, từ từ, vừa khỏe lại cái cho tổn tiếp, thường vừa khỏe lại cho tổn tiếp. Thì cái bệnh này dễ bệnh mà khó chữa, vì không để ý thức như lý tắc ý đến nó, cho nên thành ra rất dễ bị bệnh mà không có ý thức đến nó. Cho nên thành ra là Tổ Ông Quang nhắm đến cái chuyện này, người tu tịnh độ dễ tổn khí, hàng ngày nói chuyện nhiều, rồi vô rồi lễ Phật niệm ao ao, lễ miệng niệm ao ao, rồi lạy Phật rồi niệm ra tiếng, rồi tụng kinh làm ao ao, cho nên thành ra tổn khí. Mà tổn khí là bắt đầu cơ thể mệt thì vọng tưởng nổi lên, không đủ sức để điều phục nó, cho nên nói pháp môn là dở, không hay, không điều phục được phiền não, không chế phục được phiền não rồi bỏ. Nhiều lắm,
rất nhiều. Rồi cái tổn khí nó nhẹ hơn là tổn tinh lực. Nói chung cái khí lực và tinh lực hai cái này đều quý hết. Mà thường con người thì xem thường hai cái này. Vì xem thường cho nên rất ít hít thở. Để chừng nào vô nhà thương nó chụp cái oxy vô rồi bắt đầu mới thấy cái hơi thở là quan trọng. Mà khi nó chụp vô rồi một cái là chết nhanh. Vì vậy nó không cho mình thở nữa. Nó dìu mình thở nhưng mà hơi thở sẽ ngắn lòng. Thấy là nhẹ thiệt mà nó ngắn lòng. Buộc lúc đó phải chụp cho ông thôi hít thở. Nhưng mà nếu mà người đó mà họ hít thở được thì họ sẽ khỏe. Mà thường đến cái tâm trạng đó thì họ quá kiệt là không hít lại được. Không hít được nữa. Thì thường mình lễ Phật mình hít thở. Hôm bữa chúng tôi có một lần mệt. Mà tiếp một cái buổi khách đó họ hỏi nhiều câu hỏi quá. Tâm lực mình bị hao. Là do mình phóng ra mình trả lời. Còn nếu mà mình niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi thì tâm lực nó quay vô. Nó quay vô với hơi thở thì tâm lực này xuống mãn lên. Cũng như chúng tôi đang nói đó là chúng tôi lấy những cái gì trong tâm chúng tôi nói thì nó vẫn là quay tâm lực vô. Mệt cái hơi thở với cái thân này mệt nhẹ chứ không phải mệt nặng lắm. Nhưng mà nó vẫn khỏe về tâm lực. Mình chủ động nói chứ không phải bị động người ta hỏi mình. Cho nên khi mà sức khỏe có mà tâm lực có mà mình giảng cái pháp này nữa thì trong người mình sung mãn pháp hỷ. Gọi là pháp hỷ sung mãn. Mà người nghe mà họ không hôn trầm mà họ hoan hỷ mà họ nghe vô nữa thì tâm lực họ và khí lực họ sung mãn là bởi vì họ không nói ra, họ ngồi họ nghe họ ngậm miệng là khí lực đâu tổn đâu. Thì hai cái việc là khí lực và tâm lực nên biết nuôi dưỡng. Mà nếu hai cái này mà nuôi dưỡng được thì cái bộ óc của mình nó sẽ thông minh tuyệt đỉnh. Trí nhớ nó nhớ tuyệt đỉnh luôn. Bây giờ cái bộ óc của mình nó nuôi từng cái đường tinh là cái khí, cái tinh của mình đó mà mình biết bảo dưỡng nó thì nó sẽ lên nó nuôi dưỡng cái bộ não. Cho nên cái người mà tinh lực mà hao tổn là tinh thần, cái đầu óc họ lờ đờ liền. Và hao tổn nhiều thì bắt đầu là họ sẽ mê mờ và trí tuệ nó bị lu mờ. Mà khi họ giữ được rồi thì cái tinh lực nó nuôi cái não. Thì cái não của mình nó có hai cái chất liệu để nuôi, đó là hơi thở và tinh lực. Mà thường mình là bỏ bê hai cái này, hơi thở thì cũng không hít. Mà hàng ngày cũng suy nghĩ về chuyện dâm dục. Bởi vì con người vốn dĩ là gì? Từ sanh dục mà sanh ra mà. Từ cái dâm dục mà sanh ra cho nên nó khó cái chế ngự nó. Mà hai cái này hao tổn thì con người bứt đi, không xài được. Làm kẻ tàn phế, bạc nhược, hạ ngu bất tiếu. Không dùng được, con người này không dùng được. Không dùng được chuyện gì hết. Lo cho vợ cho con còn không xong nữa, chứ đừng có lo cho việc lớn. Không dùng được, bởi vì họ tham quá độ về cái dục tính, thú tính. Mà thêm đến nữa là khí lực không biết bồi bổ thì con người này vứt đi, không xài được. Không có một cái tinh thần gì hết có thể làm việc được hết. Làm đến đâu đụng chuyện gì là hư chuyện đó. Rồi khi mà nhớ cái khí lực mà nó hao tổn là con người có bực bội, khó chịu. Rồi cái tinh lực nó thiếu cũng là con người bực bội, khó chịu. Cho nên giữ sức khỏe bằng cách ăn chay, thể dục điều đặn. Ăn chay đó là ông tổ nói đừng ăn những món huyết nhục á, thì ăn chay. Rồi thể dục vận động lễ Phật, thể dục điều đặn. Giữ được cái khí lực và tinh lực, con người này sống 100 tuổi là chuyện bình thường. Bốn bí quyết thôi, bốn cái bí quyết này thôi, không cần nhiều. Ăn uống ngủ nghỉ điều độ, ăn uống ngủ nghỉ vận động thể dục điều độ mà ăn chay. Đúng không? Cộng thêm là dưỡng cái khí lực và tinh lực này cho tốt lên. Thì con người này làm sao mà bệnh hoạn? Mà khi họ dưỡng được như vậy là trong thân tâm họ có chánh khí. Mà tâm tà gọi là tà tư, tà niệm, tà dâm, tà tâm khởi lên đó, thì trong tâm họ là tà khí xuất hiện. Tà khí xuất hiện thì họ không có bằng ăn gì được hết, không làm gì được hết, chịu chết, không làm gì được hết. Suốt ngày cứ nghĩ chuyện đó thì thôi xong. Mặt mày bắt đầu xấu xí, thân thể bắt đầu héo úa tàn tạ. Gọi là trong Thọ Khang Bảo Giám gọi là khô tinh khô tỉ, giống như cây khô, có xác không hồn. Nghe hiểu không? Hiểu mà làm được không? Không, nghiệp lực mạnh quá, tâm lực không đủ sức để khống chế. Tâm lực phàm phu không thể đủ sức khống chế được nghiệp lực. Nghiệp lực đó là nghiệp ái, nghiệp tham tiền, nghiệp tham tài, nghiệp tham danh, nghiệp tham ăn, nghiệp tham ngủ. Nó làm chủ bản tâm của mình. Mà tâm lực của mình không có pháp lực, không có Phật lực gia trì, không khống chế được, thì toàn thân tâm đã giao tánh mạng cho nó.
lờ đờ, vô tu cái bắt đầu hôn trầm nó ngủ, nghe pháp cái bắt đầu nó ngủ, tinh thần nó chịu không nổi, nó chịu không nổi với cái hoàn cảnh là mình tu, mà người tu là mình là phải vô tu chứ, mà nó chịu không nổi, nó ăn nó đi chơi thì nó thích, mà vô tu nó chịu không nổi, nghe pháp nó chịu không nổi, tâm lực quá yếu, vì không biết nuôi dưỡng. Nguyên tắc thân thể và tâm lực phải biết nuôi dưỡng nó thì nó mới tốt lên. Cái cây cũng biết nuôi dưỡng nó mới tốt lên. Đứa con khi mình sanh ra mình biết nuôi dưỡng nó mới tốt. Buộc là phải biết nuôi dưỡng. Và tâm lực mình nuôi dưỡng kiểu gì? Sức khỏe và thân thể mình là biết cách nuôi dưỡng rồi đúng không? Nói quá rõ rồi đúng không? Nuôi dưỡng bằng hơi thở, nuôi dưỡng bằng cách bảo thân tiết dục như Tổ Ông Quang nói, coi sách, lăng dâm cho kỹ, ăn uống điều độ, thể dục điều độ, ngủ nghỉ điều độ. Cái điều độ là nó không vượt quá, không có vượt quá. Thay vì mình ăn 3 chén thì mình 2 chén rưỡi, 2 chén đó, gọi là điều độ. Không cho nó đói quá để mất sức, mà không cho nó no quá thì nó sẽ sung mãn lên để nó kiếm chuyện. Cái này đơn giản vậy nó nghe, nhưng mà cơ thể mình đang sống với nó đó, đang cần dữ lắm đó. Nhưng mà hơi thở khi nhất lúc mà mình đang bình thường thở như vậy, nó thiếu mà mình không biết á, khi mở đầu nó ngáp lên, nó gần chết rồi, lúc đó mình mới thấy quý đúng không? Quý cực kỳ quý luôn. Cũng như ông thầy bạn á, ông bị cưa cái giò. Ông bị cưa cái giò, bắt cái chân giả vô. Ông ngủ gần cái giường mình lúc trước còn học trường Phật học. Ông lăn qua lăn lại, buổi tối ông cởi giò ra cho nó khỏe, nó nhẹ, cho cái giò gỗ mà để trong đó nó nặng quá. Còn mình cái giò thiệt thì mình thấy bình thường, mà giò gỗ cảm giác là thấy nặng à. Mà giò gỗ thì nặng hơn cái giò thiệt cái này, nặng hơn. Cái ông nằm ông lăn qua lăn lại, sáng mình bước xuống giường, ông cũng bước xuống, ông nghĩ ông còn giò, ông bước xuống cái ông ngào đầu lộ luôn. Con giò mà sao nó không lộ được, cái ông kêu trời ơi mấy thầy hạnh phúc quá, mấy thầy đủ 2 giò. Tôi bất hạnh, tôi mất một giò rồi mới thấy 2 giò quý. Hơi thở gần hết rồi mới thấy hơi thở quý. Sức khỏe cái bệnh rề, tu không nổi, không làm gì được rồi, bắt đầu mới thấy sức khỏe quý. Mà đã mất rồi, lấy lại cực kỳ khó. Khi mình bị stress, mình bị căng thẳng rồi, mình bây giờ nó theo cái đà, nó lọt vô đó rồi, nó đẩy tiếp, nó đẩy chừng nào để mình điên loạn, mình chết luôn, chứ đừng có gỡ lại, không gỡ nổi. Con người mà gỡ là phải có ý chí, cắt liền sự việc đó và quay vào bên trong theo hơi thở, theo lễ Phật, niệm Phật, bồi dưỡng cho nó một vài tháng. Làm được không? Đố ai mà làm được. Nó đã lao vô cái công việc đó rồi, thì giờ buôn bán đất, ngày nào cũng gọi điện đến, căng thẳng đầu óc, chịu không nổi, cứ tôi chết rồi, tôi chịu không nổi nữa. Nghĩ được đêm đến sáng, cái bắt đầu cái nghiệp nó trỗi dậy làm tiếp. Đó là hành động theo thói quen, gọi là nghiệp lực. Nghiệp là hành động theo thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần, quá trình mấy năm trời buôn bán đất đai rồi xây dựng công ty rồi đi đòi nợ cho kẻ khác vân vân, mọi thứ nó lặp quá mạnh, một cái lập trình trong tư tưởng mình quá mạnh, mà trong một thời khắc ngắn mình không thể nào đổ khó nó lại, không thể nào vượt qua được. Cho nên người nghiệp lực mạnh thì tâm lực này bắt đầu yếu. Tâm lực tức là cái định lực mình bắt đầu yếu thì nó khống chế hoàn toàn luôn. Lúc này là phải rời cảnh giới, thay đổi cảnh giới, thay đổi môi trường đó, đi một nơi khác. Cho nên Tổ Ông Quang ngài nói gì? Đừng gửi thư đến nữa, đừng nhắc đến cái chuyện quy y nữa. Vài bữa tôi đóng cửa lại, tôi đi một nơi không người biết đến. Mệt quá, lá thư gửi đến hoài. Bồ Tát cổ Phật mà nói mệt, tinh thần ngài mệt thì buộc là ngài phải đóng cửa thôi. Nhiều lần chúng tôi cũng nói cái gì á, chúng tôi mệt, điều dưỡng không đủ thời gian. Điều dưỡng mà để khí lực và sức khỏe mình trở lại, để mình lên một buổi giảng như vậy không đủ thời gian, thì phải nghỉ dài hơn, đúng không? Như vậy tâm lực của mình nuôi dưỡng nó như thế nào? Con người mình nếu mà tâm tán loạn, mà thường tâm tán loạn á, thì cái tâm lực mình nó yếu, tức là nó không có định tĩnh được. Mà khi tâm lực nó yếu rồi, bắt đầu nó chán, ăn nó cũng ăn không được, ngủ nó ngủ cũng không ngon, làm việc nó làm việc không tới nơi. Mà tâm lực là cái gốc, mà nó không có làm chủ được và không có sức sống á, thì bắt đầu là nó sẽ tàn tạ, tàn hại đời mình, và bắt đầu tinh thần mình xuống. Kiểu chấn chỉnh tinh thần mà không biết ngõ nào chấn chỉnh không lại.
giống như mũi tên, hôm bữa chúng tôi nói ở đây mũi tên khi mình dương cung rồi mình bắn cái một cái thiệt mạnh thì cái sức bắn bắn mạnh mà cái lực mà nó đẩy mũi tên đi á, đó là cái tinh thần. Cái lực mà đẩy mũi tên đi là tinh thần, còn cái mũi tên đó là cái thân của mình. Để mình cái tinh thần nó ra khỏi thân, giống như cái mũi tên như cái xác không hồn nó không biết gì hết trơn á, nhưng mà cái sức sống này được là nhờ cái tâm lực. Nếu mà họ hoan hỷ vui vẻ lên và tinh thần họ sung mãn lên thì tự nhiên gương mặt họ khác liền. Còn nếu mà tinh thần họ ủ rũ, gọi là chán chê ê chề và buồn bã thì thân thể này bắt đầu nó cũng tàn tạ theo. Cái người đó mình thấy họ đang ung thư mà họ chưa bác sĩ tìm ra bệnh thì họ làm sao, họ an vui bình thường mà nghe là ung thư giai đoạn cuối là nó chưa phát tác mà tinh thần đã rụng bại xuống cấp trầm trọng. Bắt đầu là từ tinh thần đó giết họ chết. Mà tinh thần thì nó đi đâu với nghiệp lực, nó như bóng với hình luôn, nó như bóng với hình sát kề với nhau luôn. Nếu mà tinh thần an vui là do họ tu cái pháp hỷ an lạc, họ vì lợi ích tha nhân thì cái nghiệp họ thiện thì tinh thần an vui, cho nên thành ra nhà tích việc thiện điều vui có thừa đó. Tinh thần họ an vui là do họ tích thiện, họ làm những điều tốt, mà nhà tích những điều bất thiện thì tai ương có thừa. Thì tâm lực họ bất an, tâm lực họ chiêu cảm những điều xấu ác đến là do nghiệp lực xấu ác đã bao phủ toàn bộ tâm họ rồi.